hello à, đây là kênh bộ Thế vui được phát thanh từ nước cộng hòa liên bang đức và bộ trí vui lại xin thân ái chào các bạn chúc các bạn có một ngày bình yên vui khỏe à, mình nói tiếp về uh, cái video chia sẻ của bạn uh, doãn anh là bạn đã qua đức uh, học nghề uh, bán hàng được 3 năm và uh, ra bán hàng uh, tốt nghiệp đi ra đi làm được một năm nhưng mà bây giờ là bạn quyết định là bạn về hẳn việt nam luôn không ở lại đức nữa dù rằng bạn đã có bạn đào tạo ở Đức, đã sống 4 năm ở Đức. Thì mình cũng thấy tiếc cho bạn, cho nên là mình mới làm video, loạt video này để mình chia sẻ những cái, bởi vì mình sống ở Đức hơn 30 năm rồi, những cái gì mình hiểu biết, cũng như mình nhìn nhận về cuộc sống ở Đức. Để các bạn ở Việt Nam, nếu mà các bạn có định hướng qua Đức du học nghề, thì các bạn có một hành trang, À, để mà du học ngày thành công cũng như có một cuộc sống à, an vui à, bằng lòng hạnh phúc với lựa chọn của mình ha à, à, Bây giờ chúng ta theo dõi tiếp à, à, chia sẻ của bạn ha rồi mình cũng sẽ nói ý kiến à, của mình về cuộc sống ở Đức để các bạn à, hiểu thêm hơn ha à, Tại vì bạn cũng sống ở Đức mới à, 4 năm thôi chưa lâu như mình thì có những vấn đề bạn chưa hiểu hết về nước Đức cho nên mình muốn chia sẻ để các bạn hiểu thêm để có sự chọn lựa ha mời các bạn theo dõi tiếp chia sẻ các bạn nha ý định là mình sẽ đổi nghề đổi sang một cái nghề khác kiểu nó mình nghĩ là nó sẽ hợp với mình hơn đó mình đổi sang ngành trợ lý nha khoa thế nhưng mà mình dạy cv khắp nước đức không một nơi nào nhận mình mình dạy CV, mấy chục cái CV. Lúc đấy là ngày đêm mình viết CV, ngày đêm mình tìm xem là có những viện nào, có những chỗ nào người ta kiểu tuyển Asubi ngành đấy. Thế nhưng mà mình gửi CV thì có những nơi họ không thèm rep luôn, mà có những nơi thì họ uh, mail lại với mình, họ bảo là sẽ thông báo lại sau. Thế nhưng mà mình cứ, mình rất là hy vọng, mình rất là chờ đợi, mình cũng kiểu tự tạo động lực cho bản thân mình suy nghĩ tích cực lên để mình có thể vượt qua cái khoảng thời gian chờ đợi đấy. Nhưng mà mọi người biết không, ví dụ như con bạn mình nó học điều dưỡng Thì nó có một cái background là nó đã học đến năm nhất, năm hai điều dưỡng rồi Thì bây giờ nó đổi sang một cái nghề, nó cũng ở trong ngành y như thế Thì người ta nhận nó ngay Thế nhưng mà mình thì có một cái background là mình đi bán thịt Nó kiểu không liên quan gì Và người ta nghĩ là những cái đứa mà đi làm cái nghề này là toàn là những cái đứa bị... Ờ... <laughs> Hiện tại á, là bạn này có chia sẻ là bạn đã... Ừ. bạn đã uh, 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 làm đơn uh, xin chuyển qua học nghề uh, uh, nha tá thì uh, xin thưa cho các bạn là nghề nha tá uh, uh, hiện tại người ta cũng tìm kiếm rất nhiều uh, học viên từ việt nam ha? <laughs> thì mình có chia sẻ một lần rồi nha nhà tá thì rất là nhàn tức là bạn chỉ làm giờ hành chánh thôi Uh, bạn được đào tạo rồi bạn ra bạn làm trong các cái phòng khám nha khoa uh, phụ với bác sĩ nha khoa để điều uh, trị bệnh uh, răng miệng cho mọi người ha thì bạn nào mà thích nhàn nhã hơn là không vất vả như cái nghề bán hàng không thích làm ca làm kiếp thì các bạn uh, cố gắng học tiếng đức rồi uh, để đơn xin học nghề uh, nha tá ha nếu bạn được may mắn nhận thì mình cũng xin nói trước là những cái nghề nào mà nó nhàn á thì lương nó không cao lắm mình nói thế còn nghề nào nó vất vả thì lương nó cao hơn đó là sự công bằng của xã hội ha thì nếu bạn xác định là bạn qua để trải nghiệm ở đức có một nghề nghiệp ổn định đủ sống dù gì thì nước đức cũng đã ra luật là lương tối thiểu rồi mà những người qua đào tạo thì lương không thể dưới 14 đồng ha 14 đồng một giờ không thể dưới đó còn những người không qua đào tạo như mình thì lương tối thiểu là 12 đồng một giờ còn qua đào tạo thì mình nghe nói là uh, uh, cái hiệp hội mà đào tạo nghề ở Đức á, người ta đề nghị chính phủ là những bạn nào đã qua đào tạo nghề bất kỳ nghề gì thì lương tối thiểu của họ phải là 16 đồng một giờ. Chị, nhưng mà hôm rồi á, cái người ta đang đề nghị thôi, uh, chính phủ chưa thông qua. Còn hôm rồi mình có nghe ngày 1 tháng 12 á, uh, năm 23 này thì mình có xem thời sự thì thời sự của nó là ngành điều dưỡng là chính phủ đã thông qua luật là lương tối thiểu cho người học điều dưỡng mà một năm đó các bạn ở đức có điều dưỡng một năm hai năm ba năm ha các bạn qua là người ta yêu cầu các bạn học hệ ba năm vì hệ ba năm người ta rất cần rất cần ha còn hệ một năm thì dễ hơn hệ một năm là không được tiêm uh, thuốc không được uh, cho thuốc uh, không được làm tổ trưởng À, chỉ là phụ làm những công việc mà những người học hệ 3 năm họ chỉ chỉ tay năm ngón thì mình phải làm. Đó là mình không có quyền hành như những người học hệ 3 năm. Thì lương của hệ 1 năm ra trường sẽ là à, lương tối thiểu là hơn 14 đồng một giờ, dưới 15 đồng. Còn học hệ 3 năm lương tối thiểu là à, hơn 18 đồng một giờ. Đó. À, à thì mình có con dâu của bạn mình là hiện tại là làm lương của bạn ấy là 22 đồng một giờ, đó là lương chính thức chưa kể phụ cấp nha các bạn. Chưa kể phụ phụ cấp làm ngày nghỉ ngày lễ, làm ca đêm nha. Thì mức lương tối thiểu của điều dưỡng là đã được quy định rồi, đã được chính phủ thông qua. Thì như vậy là mình đoán rằng các nghề đào tạo ở Đức thì lương tối thiểu hiện tại phải là 14 đồng một giờ. Đó thì nghề nha tá thì bạn nào mình không rõ nghề nha tá lương bao nhiêu nếu các bạn muốn biết thì các bạn search lên trên mạng bấm vào lương của nha tá bao nhiêu bấm vào tiếng đức ha lúc học nghề lương bao nhiêu rồi ra đi làm lương bao nhiêu thì các bạn sẽ biết được ha mà nha tá thì không có làm ngày lễ ngày nghỉ không có làm ca thì lương chỉ là như vậy thôi không có phụ cấp gì hết có thể là thêm giờ thì có thể À, lư, à, là lúc nào cũng giờ hành tránh ha 8 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều hoặc là 18 giờ chiều tùy theo bác sĩ ở nơi đó cái phòng khám của ta như thế nào ha rồi chúng ta nghe chia sẻ tiếp là bạn đã ừ, bị áp lực về cái ngành bán hàng cho nên bạn muốn ừ, chọn là chuyển qua học nghề nha tá thì mình xin thưa cho các bạn là các bạn qua đức học nghề mà nếu mà cái nghề đó các bạn thấy là không hợp với mình mình có quyền được phép xin chuyển đổi học nghề khác nhưng mà phải được cái nơi mới người ta nhận thì mới được nếu người ta không nhận như bạn này người ta không nhận thì bạn đành phải tiếp tục học cái nghề của bạn ha bởi vì nếu mà bạn không tìm được hợp đồng đào tạo mới á mà bạn cắt hợp đồng quỹ hợp đồng với nơi đào tạo cũ á thì cái visa của bạn sẽ chấm dứt ha sở ngoại kiều không gia hạn visa nữa thì bạn phải rời khỏi nước đức ha cho nên là các bạn về cái quyền là các bạn có quyền thay đổi nghề cũng như có quyền thay đổi cái nơi học học tập cũng là cùng nghề đó nhưng mà thay đổi công ty khác doanh nghiệp khác cơ sở đào tạo khác nhưng mà phải được cái nơi mới người ta chấp thuận người ta ký hợp đồng thì mình mới được thay đổi ha còn nếu họ không chấp thuận thì vẫn phải như bạn này tiếp tục học cái nghề nơi mình đang ở ha nơi mình đang học rồi chúng ta nghe tiếp chia sẻ của bạn rất là bổ ích nha các bạn những cái đứa bị ngu thôi. Thế làm sao mà nó có thể học mà ngành y được đúng không? Không một nơi nào nhận mình hết mọi người ạ. Và lúc đấy cũng đã là đến tầm cuối năm 2 rồi và mình không thể chuyển nghề được. Mình đã đổi, tức là mình nhận thấy là trong tất cả những cái nghề ở bên này, chẳng có nghề nào mình muốn làm hết, không một nghề nào mình muốn học hết, mình không thích. Đối với mình thì mình không thích. Thế nên là mình cảm thấy có một cái nghề trợ lý nha khoa có lẽ là sẽ hợp mình nhất bởi vì nó cần đến đầu óc nhiều hơn là chân tay Thế mà người ta không nhận mình Mình thực sự là suy sụp Thế xong rồi lúc đấy mình mới quyết định là mình sẽ không ở cái chỗ mà khiến cho mình bị suy sụp như thế nữa Mình xin với công ty là cho mình chuyển Chuyển cửa chuyển... hàng Các bạn, bạn ấy nói là Tất cả các nghề ở Đức là không có nghề nào mà bạn thấy là Làm bằng về đầu óc hết Thật ra có các bạn, có rất nhiều Nhưng mà có thể là vốn tiếng đức của bạn chưa đủ để bạn tìm kiếm ha có những nghề người ta gọi là nghề bút ha tung tức là nghề kế toán đó các bạn làm việc văn phòng thôi mà nghề đó còn bây giờ dường như là người ta cũng bắt đầu tuyển uh, học viên từ việt nam ha uh, tức là những uh, rồi uh, những nghề là phe va tung các bạn phe va tung tức là làm những công việc ở những quỹ ban uh, đơn vị hành chánh ha À, là cũng là giống như là lao động tiền lương ở nhà mình ha rất là nhiều nghề làm việc văn phòng thì có thể tiếng đức của bạn không đủ cho nên bạn không tìm kiếm hoặc bạn không biết sự hỗ trợ Tức là nếu chúng các các bạn muốn vào tạo nghề à, biết tất cả các nghề thì các bạn phải hãy đến cơ quan mà quản lý học nghề của bạn là IHK nơi đó là nơi gửi hợp đồng chuẩn Y hợp đồng để mà các doanh nghiệp ở đây à, gửi về Việt Nam phải qua ihk nha người ta quản lý và người ta cấp bằng đào tạo cho bạn đó. Nơi đó người ta sẽ hướng dẫn tất cả các nghề cho bạn hoặc là bạn đến sở lao động nghĩa là tiếng đức các bạn mình yêu cầu các bạn bây giờ mình không đề nghị nữa mình phải yêu cầu các bạn là phải học tiếng đức thật tốt, có tiếng đức tốt thì các bạn sẽ giải đáp được những cái vấn đề thắc khó khăn của bạn giải quyết được nó. Còn tiếng đức bạn mà dở quá yếu quá thì học học cũng đã khó rồi còn giải quyết những vấn đề trong cuộc sống phát sinh càng khó khăn hơn nữa vì tiếng đức không đủ nếu bạn đủ tiếng đức thì bạn đến ihk hoặc là bạn đến sở lao động ở nơi đó người ta rất sẵn sàng giúp các bạn chuyển đổi nghề ha đó là nhiệm vụ của người ta và người ta lúc nào cũng tìm mọi cách để cho người trẻ có được nơi đào tạo nghề à, tại vì chúng ta không ở đức lâu chúng ta không biết thôi còn những bạn nào ở đức lâu những các em học sinh người đức á, họ biết hết á. À, như con mình ngay học phổ thông là con mình chưa biết học nghề gì uh, hoặc là học đại học ngành gì thì con mình đã đề nghị sở lao động người ta tư vấn và người ta đã gửi chuyên viên xuống ha nói chuyện với con mình hai buổi đó uh, người ta sẽ xem học bạ người ta sẽ xem cái năng khiếu rồi người ta xem là cái thiên hướng của mình khả năng của mình là nên phù hợp với những ngày nào rồi người ta sẽ gợi ý cho mình là những cái ngày đó ngày đó ngày đó đó rồi con mình đã quyết định là học ngành công nghệ thông tin thì uh, cái người tư vấn họ nói là uh, cháu cứ học đi nếu như mà cháu cảm thấy là uh, nó không phù hợp thì hãy liên hệ với chú chúng ta lại sẽ uh, tìm một cái hướng đi mới phù hợp nhất cho cháu đó là tại vì chúng ta không ở đức lâu chúng ta không biết là có rất nhiều cơ quan người ta phụ trách về những việc này ở nước đức là chính phủ cũng như là uh, các cái cơ quan đoàn thể các cái doanh nghiệp người ta tìm mọi cách các bạn tìm mọi cách và tạo mọi điều kiện để các bạn trẻ được đào tạo nghề có đào tạo nghề thì các bạn mới là có cái tương lai vững chắc có cái thu nhập ổn định có cuộc sống nó đàng hoàng cho nên là người ta luôn luôn là tạo mọi điều kiện hết tạo điều kiện tối đa luôn bởi vì chúng ta không biết chúng ta là người nước ngoài chúng ta đến đây không ai hỗ trợ chúng ta cái gì cả không các trung tâm tư vấn đưa các bạn qua là xong rồi À, lấy tiền xong đút túi là hết chấm dứt không có trách nhiệm gì nữa cho nên là các bạn cứ lai hoai bơi giữa dòng đời rồi các cái hội nhóm sinh viên mình không biết các hội nhóm đó mình không có lên các hội nhóm đó mình không biết là ở trên đó người ta trao đổi về vấn đề gì à, thường cũng có nhiều bạn là nhờ những hội nhóm đó tư vấn rồi có những như là thời báo việt đức người ta cũng lên mạng người ta nói hoài người ta nói là chúng tôi là có các văn phòng luật à, các bạn có những vấn đề gì hãy liên hệ với chúng tôi thì các bạn nếu mà giao tiếp các bạn yếu kém các bạn cứ lai hoai trong cái khó khăn của mình mà không biết cái hướng ra thì nó thật là khổ cho các bạn ha. Chúng ta phải tìm mọi cách bây giờ có những nạn giao tiếp trên xã trên không gian mạng rồi. Chúng chúng ta nếu không có bạn bè, không có người việc nhiều thì các bạn phải lên đó tìm kiếm bằng mọi cách thì bạn này cũng đang cũng đã tìm mọi cách nhưng mà bạn tìm chưa chưa đến nơi đến chốn cho nên bạn nói là ở nước Đức chẳng có nghề nào mà làm mà không động tới chân tay cả. Có các bạn, có rất nhiều. À, mà tiếng Đức các bạn để đủ để tìm thấy nó hay không thôi ha. À, mình nói thế để các bạn hiểu vấn đề ở Đức ha. À, chúng ta lại nghe tiếp. À, rất là tội cho bạn. Thì lúc đó bạn còn trẻ quá, 18 qua đây rồi hai năm học mới 20 thôi đã gia chạm đời gì nhiều đâu rồi đi học bị áp lực như thế cho nên rất buồn khổ cũng tìm cách vùng vẫy cũng đã xin uh, các nơi để học nha tá người ta không chấp nhận nên là rất là buồn ha Giờ chúng ta nghe tiếp nha thành phố luôn thì mình mới chuyển lên cái nhà hiện tại mà mình đang ở đây thì đồng nghiệp ở trên này trộm vía là rất là tốt kiểu rất là quý mình ấy thế thì mình cũng cảm thấy là ừ thôi chuyển đến đây là một sự sáng suốt thì mình sẽ cảm thấy yêu thích cái công việc này hơn một chút thay vì lúc nào cũng kiểu thù hẳn rồi ghét bỏ nó như lúc trước lúc mà mình bị đi ấy thì mình đã có một năm cuối ở trên cái thành phố này một cách khá là vui vẻ gọi là gì qua ngày thôi mọi người ạ mình vẫn không thích cái nghề này đâu nhưng mà vì đồng nghiệp người ta tốt với mình thế nên là mình sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Và lúc đấy thì mình cũng bảo mẹ là bây giờ cũng hết dịch rồi ấy, con sẽ về đấy, con sẽ về. Bây giờ con không xin đâu, con không xin mẹ đâu. Những năm vừa rồi ấy, con Rồi à, các bạn, mình đã từng nói với các bạn là hên xui, bạn này năm cuối đã chuyển đến một chỗ học tập và làm việc, gặp các đồng nghiệp rất là tốt giúp đỡ bạn. Cho nên bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy yêu cái nghề đó hơn. Thì mình nói là trong cuộc sống nếu chúng ta gặp những người tốt ở xung quanh chúng ta thì cuộc sống của chúng ta cảm thấy là hạnh phúc hơn, ít áp lực, yêu yêu công việc hơn. Thì bạn này rất may là năm cuối, bạn cũng đã vùng vẫy cũng đã năng động tìm được quyết tâm là thay đổi cái chỗ làm việc, cái chỗ học. Nghĩa là cái chỗ thực tập á, chứ còn học thì vẫn là ở công ty đó, mà thực tập thì chuyển đến một cái tổ khác, nơi khác, thành phố khác. Cũng cùng thuộc công ty ha thì bạn đã phần nào đỡ đỡ rớt nước mắt các bạn Rồi chúng ta nghe bạn nói tiếp ở video sau nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi mình và xin các bạn cho mình like, share cũng như subscribe kênh của mình thật là nhiều vô. để mình tiếp tục là chia sẻ những vấn đề về học tập, làm việc và cuộc sống ở Đức để mà chúng ta có cái hành trang tốt đẹp nhất để qua đức du học ngay cũng như lập nghiệp nha các bạn. Chí sau tạm biệt, hẹn gặp lại ở video sau.